让个奶奶带来上台哈啊！让陈连锥在连龙打上台哈啊！让华龙正打上台哈啊！Ôi dồi, mày đi trốn đâu yêu thế phải? Con nói thật đấy, ông mà còn làm như thế này ấy, là con tim bé nhưng mà của con tan vỡ đấy. Yên, ông hỏi mày, sao mày trả lời lòng vòng thế? Ông hỏi mày là mày trốn đâu đi đâu? Thì con đi đâu ông biết rồi con hỏi. Con diện như thế này là để con đi chơi với Dại, chứ còn đi đâu được nữa ạ? Này 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 này, ông là ông cấm tiệt nhá. Mới sáng bảnh mắt ra mày đã đi với Dại rồi, nhá. Ông cấm, vào đây ông giao việc đây. Việc gì ạ? Vào đây. Ông giao việc đây. Con giặt cho ông mớ quần áo bẩn này, làm sao cho nó trắng tinh 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 đi thôi nhá. Ôi dồi ôi, ông ơi, quần áo toàn dầu mỡ như thế này con giặt làm sao mà trắng bóc được ạ? Trắng hay không ấy là việc của con, mà chưa hết đâu. Con giặt xong, con phân loại cho ông. Khóc này, ra khóc. Gạo, ra gạo. Rồi, muốn đi học đi. Thế này thì dễ ợt ạ. Ông làm gì đấy? Cứ phân loại ra. Khóc ra khóc, gạo ra gạo. Đi đâu ông không cấm nữa, nhá. Này, con nói thật với ông nhá. Ông là ông của con, mà cứ như là gì ghẻ không bằng ấy. Con không ngoan hiền như cô Tấm đâu. Mày chưa được như cô Tấm thì chịu khó rèn luyện ngoan ngoãn sẽ được như cô Tấm. Lúc đó, ông sẽ kiếm cho mày thằng chồng hoàng tử. Chứ mày yêu cái thằng hầu nhà Hà Bá cho phí đời đi hả con? Ông, nhưng mà con chỉ yêu anh hầu thôi. Được, cấm cãi. Con gà gây lè tê lè được nửa tiếng rồi hả? Gà gây lè lè tê lè khàn cả họng rồi. Hạ ơi, anh mỏi quá rồi. Có ra đây với anh không? Hạ ơi, để anh ở đâu quá Hạ ơi. Con gà gây lè tê lè sáng rồi Hạ. Gà gây lè tê lè sáng rồi Hạ. Hay không? Hả? Ông tịt rồi à? Sao không gáy tiếp đi? Hello ông ngoại vợ. Không dám. Chào ông. Cháu cũng không dám ạ. Em ông làm cháu hơi bất ngờ đấy. Tôi mời ông Phắn, ông Biến, ông Xéo ra khỏi ngõ nhà tôi. Phắn. Ông làm gì mà căng ấy nhở? Cùng vườn Âu với nhau. Ông là ậu, cháu là ầu. Mà hầu yêu Hạ có gì sai đâu mà ông ậu cứ phải cấm nhỉ? Này này, tôi không thèm đối nhời với nhà ông nhá. Tôi nói cho ông biết, con cháu nhà tôi nó xinh này, nó ngoan này, nó hiền như cô Tấm ấy nhá. Nó phải lấy hoàng tử, chứ không phải lấy cái thằng chim di như nhà ông Biến. À, ông thích hoàng tử gì? Đúng. Ở đây, hoàng tử chim di đây. Ui giời. Giới thiệu với ông, cháu là He Jojo Binzi. À, cháu mua đôi hài định tặng Hạ. Ông thử xem có vừa không, cháu tặng ông luôn. Cứ thử đi không phải ngại. Hàng hiệu đó, hài đẹp lắm. Mày. Hàng shop đó. Mày cho ông một tí. Thôi, cháu bận lắm. Ông lại định cháu bất ngờ đi. Này thì phân loại này. Thóc ra thóc này, gạo ra gạo này. Đơn giản như thế này mà ngày xưa cô Tấm không nghĩ ra. Mình thấy mình còn thông minh hơn cả cô Tấm ấy chứ. Vào uống nước đi Hầu ơi. Vâng vâng. Cho em chén nước đi.
bực hết cả mình. Alo. Anh yêu à? Cục cưng đây à? Anh đây. Anh đang ở đâu đấy? Cứu em với. Hả? Thảo chưa em? Thảo chưa em đến đánh vào mặt luôn. Ông em ấy. Ông à? À thế ông hư à? À ông trêu em à? Ông em bắt em giặt một chậu toàn là quần áo màu trắng. Mà em giặt cả xà phòng, cả bột giặt rồi mà nó vẫn không sạch. À. Em mà giặt không sạch á là ông không cho em đi chơi với anh đâu. À thế để nghiên cứu nhá. Ờ. Chị Phù Thủy không có chổi em. Cái nước giặt Sanodo này nó có tốt không? Cực tốt. Có sạch không? Cực sạch. Giặt có trắng không? Cực trắng luôn. Tôi không tin được mấy cái bà mà vừa bán hàng vừa quảng cáo đâu. Ừ, thôi, chị đợi em một tí để em sử dụng trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Mày có 30 giây được trợ giúp. 30 giây bắt đầu. Alo, Nhô à? Ờ, chú Hầu đây. Mày cho chú hỏi cái để làm sạch quần áo cho ông quân hạ thì mình phải dùng cái gì? A là nước ao, B là nước chè, C là nước giặt Sanodo, còn D là thạch châu Côn Long Hải. Sắp hết thời gian rồi. Mày có 30 giây để trả lời. Hả? C à? Rồi. Ok, chú cảm ơn nhá. Đáp án cuối cùng của em là C. 5-1. 5-1 là cái gì? 5-1 là cái nước giặt Sanodo này, còn là cái gì nữa? Thế nói luôn là nước giặt Sanodo lại còn 5-1. Thế nó chả là nước giặt Sanodo 5-1 còn gì? Thừa. Cái thằng Hầu này dạo này đảm mà tinh lắm nhỉ? Vâng. Nói không phải là quảng cáo đâu, nhưng mà nhà tao dùng rồi, cả làng này dùng hết cả rồi. Nó còn tốt hơn cả hàng ngoại ấy, không có chỉ sạch và thơm thế đâu. Biết rồi. Hương thơm sang trọng, bảo vệ da tay, chống tia UV, bảo vệ sợi vải chứ gì. Ờ, đúng. Thế mày đã dùng chưa mà biết? Ôi trời ơi, cái cánh con cháu nhà cụ bá nó mua về cho nhà em dùng suốt. Chả qua em không để ý thôi. Con Nhô nó vừa bảo em này. Thế bà không bán hàng nữa à? Hay là bà định đặt thêm mấy câu hỏi nữa? Có mà bán chứ. Thế lấy mấy thùng? 2 can đi. Ông rời không lấy cái gì của ai bao giờ. Chim gì cái gì cũng biết. Ông ơi. Cái gì? Con phân loại xong rồi nhá. Thóc ra thóc, mà gạo ra gạo, không liên quan gì đến nhau luôn. Để ông kiểm tra xem nào. Con này giỏi. Rất gọn gàng sạch sẽ. Tốt. À, ông xem giặt rũ thế nào. Ừ. Úi dồi, mày giặt bằng kiểu gì mà trắng tinh tinh này? Thì con kể cho ông nghe nhá. Vừa nãy khi mà con ngồi khóc ấy, thì có một ông bụt hiện lên. Ông mới hỏi con là: Hạ ơi, tại sao con khóc? Thì con mới trả lời ông rằng: Ông ngoại con ác quá. Sao con lại nói thế? Ông bắt con làm đủ thứ chuyện, bày ra đủ thứ trò để ngăn cản con đi chơi với người yêu. Bắt con giặt quần áo, bắt con phân loại thóc. Xong rồi, ông bụt
mới quẳng cho con một can nước giặt săn odo. Con nói cho ông biết nhá, ngâm thôi mà đã trắng tinh rồi. Thơm phức con ạ. Mà sao mày ngu thế? Được gặp Bụt mà sao không nhờ Bụt kiếm cho một thằng hoàng tử hả? Hoàng tử cái gì mà hoàng tử? Con đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, con chỉ ông mình anh hầu thôi. Mà con làm xong việc rồi, ông cho con đi chơi nhá. Chưa xong. Để ông nghĩ xem nào. Hình như có một việc mà ông quên mất. Việc gì ạ? Có quả mít chín ông chưa kịp hái. Con trèo lên hái súng cho ông, rồi mày muốn đi đâu thì đi nhá. Con có phải cố tấm đâu mà ông hết bắt con giặt quần áo, phân loại thóc, xong bây giờ lại bắt con trèo cây nữa. Con nói thật nhá, ông còn ác hơn cả dì ghẻ. Tóm lại là con muốn đi chơi không? Thì con trèo. Trèo đi. Gà gây lê lê tê lê xong rồi hả? Ông hậu, ông hậu, cái này là của ông phải không? Con chó nhà tôi nó dính cái này là mới chết đấy. Lần sau nó ngắm cho kỹ vào nhá. Thế em đòi làm thợ săn. Thế mà đòi săn. Cho chị can nước giặt săn no đo. Đây chị. Úi dồi ôi, làm giật hết cả mình nhá. Cho em chén nước đi. Không có con kia. Không có con kia. Hả? Mày muốn bố mày đó mày không? Hả? Dạ. Mày đi đâu mà mày chạy như chó tuột xích, mà tí nữa mày phang vỡ đầu con xe siêu xe của tao hả? Ơ, cái thằng kia mày bị chó đuổi thật đấy à? Ôi, dạ có phải bị chó đuổi đâu ạ. Anh ơi, em bị ông bạn con người hơn nó đuổi anh ạ. Khổ quá, đang đuổi tự nhiên gặp cái con xe máy nó cứ bíp 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 đằng sau. Tưởng là ông ấy đuổi ra tận đây. Hóa ra cái bà ấy ra đây bà ấy mua nước giặt. Thế ông ấy đuổi mày bằng cái gì? Ông ấy đuổi em bằng xe căng hải. Tay ông ấy cầm nỏ kinh chết đi được ý. Mày là diễn viên hài à? Hả? Một con xe ghẻ chạy bằng cơm mà đòi đuổi theo con xe máy của mày chạy bằng xăng. Mà này thằng em có con xe trông yêu nhỉ? Yêu quá chứ. Con này là siêu xe mà chả yêu anh. Anh có biết không? Con siêu xe này là cụ Hà Bá đặt riêng cho em nhé. Bản limited full option toàn cầu chỉ có một con. Thế thì giống hệt con siêu xe của anh ấy. Mày nhìn nào. Riêng con siêu xe của anh ạ. Anh thừa hẳn một con siêu biển số. Cả nước là chỉ có mình anh có, hiểu không? Xe như con chở đồng nát mà anh đặt cái biển diện nhỉ. 15G 15 15 15. Thế mày biết anh là ai không? Anh là ai ạ? Tao là Đỗ Dâm. Mà tao nổi tiếng cả nước như thế mà mày lại không biết à? Mà mày đọc sai tên con biển số xe của anh hiểu không? Mày phải đọc là 15 Dâm 15 15 15 hiểu không? Anh ăn chơi thật đấy. Đặt cái biển đúng với tên mình luôn. 15 Dâm 15 15 15. Thằng em đưa cho anh mượn cái chìa khóa anh ra anh chạy thử con xe mày vài vòng. Được, anh chơi hẳn hai con luôn. Anh mua ở đâu? Thì tao mua ở chỗ mày mua. Ôi trời ơi, anh mua làm sao được. Em đã bảo đây là cái con xe là phiên bản hạn chế. Limited full option. Cụ Bá đã đặt riêng cho em. Anh có biết không? Là người ta sang người ta đo cả cái từ cái cữ tay tới cái cữ chân của em. Anh đặt làm sao được? Thì cứ đưa đây anh chạy thử vài vòng xem ra làm sao. Thì đây. Ê mà phết à.
anh cẩn thận nhé, khéo ngã đấy. Mình bị làm sao đó, mít xanh trên này mà cũng bắt hái. Ô, quả mít chín nó ở cao thế nhở? Rồi thang ngắn quá. À, rồi, này, cây này là ai đấy? Xay lại vào nhà tôi. Người đẹp à? Người đẹp lên lên trên đấy làm cái gì đấy? Tôi đang hái mít. Mà sao anh lại ném vào mông tôi? Anh là ai đây? Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay nhá. Hái mít à? Có một cái câu thơ về hái mít là quân tử có thương ấy thì đóng cọc, chớ đừng mân mó nhựa ra tay. Người đẹp tên gì đấy người đẹp ơi? Tôi tên là Hạ. Mà sao anh hỏi nhiều đấy? Anh vẫn chưa đi à? Tôi đuổi thế mà vẫn chưa đi à? Hạ xinh thế này, không hỏi Hạ nó phí Hạ đi Hạ. Hạ ơi, Hạ thế nào năm nay Hạ bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 20 tuổi. Mà sao anh ra như đỉa thế? Tôi đuổi rồi mà vẫn chưa đi. Để nguyên cho tôi còn hái mít. Wow, tôi 20 rồi. Đúng tuổi xuân thì. Hạ ơi, Hạ ơi. Ôi, Hạ cho anh xin cái số điện thoại được không ạ? Anh làm gì đấy? Đẩy cái này đi xuống ngay nhá. Tôi là người có gia đình rồi đấy. Anh đi ra khỏi nhà tôi đi. Mông Hạ căng tròn. Ôi, mệt như thế này. Này cái này, làm anh có xuống gì? Không? Làm gì mà đã có gia đình? Hạ ơi, Hạ cho anh hôn Hạ một cái. Anh bảo cái số tôi đạp anh đi nhá. Đừng, em bảo đạp đi thì ngã cả anh cả em. Buông ra, buông ra. Cho anh hôn cái. Buông ra. Em ơi, có được em là một con. Đâu, cái thằng nào nó chồng cháu ông hả? Nó đâu rồi? Nó chạy rồi ông ạ. Ôi, nó làm gì mày? Nó cắn vào mông con đây này. Rồi, ôi hớ anh thế nào mà để nó cắn vào mông? Em bảo tại ông ấy, ông bắt con ra hái mít. Thế rồi con trèo lên thang này, rồi con đứng trên thang, con tìm trong quả mít chín. Thế xong rồi tự dưng có một thằng nhá, mặc áo kẻ caro, đầu vuốt kiểu sán lợn, mồm một toàn là lông nữa. Thế rồi nó thấy con trên thang một mình ấy, nó cũng trèo lên thang, xong rồi nó cắn vào mông con này, con đau quá, con hét lên. Con gọi ông ra thì nó chạy mất rồi. Thế mà mày còn đứng đây à? Đuổi theo nó, phải bắt bằng được cái thằng quấy rối tình dục cháu ông. Ông sẽ cho nó du tù. Đi. Báo cáo trưởng thôn, theo như mô tả của nạn nhân thì đúng là đối tượng này. Áo kẻ caro, mồm đầy lông, đầu vuốt kiểu sán lợn. Trong thôn vừa xảy ra một vụ việc quấy rối hệ thống sinh sản phụ nữ. Đề nghị anh về trụ sở thôn làm việc. Anh tên gì? Vẫn tên cũ. Vẫn tên cũ à? Họ vẫn ở vùng nào nhỉ? Ở vùng nào nhỉ? Họ vẫn à? Hình như là Hải Phòng. Đề nghị anh vẫn tên cũ, về trụ sở thôn làm việc. Vẫn tên cũ ấy có nghĩa tôi tên là Đỗ Dâm à? Mà tôi không đi đâu hết cả à? Các anh biết tôi là ai không? Chúng tôi không cần biết anh là ai. Đề nghị anh hợp tác. Nó đánh gây tay tôi rồi. Đâu nó gây tay tôi rồi. Đây nhá anh nhá. Anh đứng ở đây mà anh để người của anh đánh gây tay tôi như thế này à? Ở đây không ai đánh anh cả. Chính anh ấy, chính anh đánh gây rơi cả tay tôi rồi. Đây này rơi cả tay tôi rồi này. Anh cứ đợi đấy, anh đợi đấy. Anh đợi đấy. Quá à? Vâng. Đấy, ở đây có mấy cái thành phần rất bồ láo quá. Nó đánh gãy rơi cả tay con rồi. Mà con có vi phạm cái gì đâu? À, bố gọi ngay cho bác thân của con cái nhá. Vâng. Chúng nó không biết con là ai hết cả. Anh điện thoại xong chưa? Mời anh về trụ sở thôn làm việc. Anh là ai? Tôi trưởng thôn. Tôi nói cho anh trưởng thôn biết nhá. Ngày mai hai cái thành phần này mà không nghỉ việc, chặt đầu tôi đi. Em nói cho chị bán nước biết nhá.
Ngày mai hai cái thành phần này không nghỉ việc chặt đầu em đi. Mà tôi nói cho bà con biết nhá, ba cái thành phần này ngày mai không nghỉ việc chặt đầu tôi đi. Thế các ông hẹn hò triệu tập cái anh cầu dâm ấy mấy giờ mà giờ chưa thấy dân sạng rồi hả? Cụ ngồi đi, cụ yên tâm, hắn đã hẹn kiểu gì hắn cũng tới. Quan điểm của cháu ấy là các bác cứ phải phạt cái thằng cẩu dâm ấy thật nặng và thì nó mới sợ. Phải cho nó vào cái khoản 2 ấy thì nó mới chừa. Đúng. Cái khoản 2 thể lệ nó thế nào hả con? Từ 4 đến 5 năm tù không ạ? Báo cáo bác trưởng thôn, cái anh cắn vào mông của họ đã đến ạ. Bảo là cầm mất dậy cái tay này. Đừng có mà động vào tay tôi nhé. Tay tôi nó lại sắp sửa nó gãy rồi đây này. Anh có muốn ngày mai nghỉ việc không? Anh biết tôi là ai không? Đây, cái thằng cẩu dâm mất dạy như thế này, ông mà không cho đi tù, ông không làm người. Ông bảo ông đi tù thì ông đi đi hả? Ông tuổi gì mà ông đòi đi tù? Này, anh có bị dở hơi không đấy? Ý ông tôi bảo ấy là cho anh đi tù đấy. Hả? Sao em nóng thế? Ngày mai anh đi Singapore, em thích cái gì anh mua tặng em cái đấy nhá. Mà suy sụp mà trông Hạ vẫn xinh quá à. Anh im ngay nhá, đồ vô liêm sỉ, mặt trơ tràn bóng không biết nhục. Thôi anh chị không cãi nhau nữa, anh Dâm anh đã chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Thứ hai hôm nay anh đến xin lỗi cô Hạ để hai bên cùng vui vẻ. Vui là vui thế nào, riêng cái thằng cẩu Dâm này phải đưa ra anh sạc. Anh Dâm đây anh đã nộp phạt hành chính vì tội quấy rối của Hạ 200.000 đồng chặn trước pháp luật rồi. Ông trưởng thôn ăn nói buồn cười, nó đan tâm cắn thâm mông cháu tôi mà lại chỉ phạt có 200.000. Tôi phạt thôi. Đúng rồi đấy ạ, nếu các bác mà phạt như thế này ấy, là không có tính răn đe cho những cái kẻ biến thái bệnh hoạn khác đâu. Ấy hạ hỏa đi. 200.000 ấy nó là cái tiền nộp phạt theo quy định của pháp luật, còn xã hội phạt anh, cái danh dự của anh nó cũng phải cỡ ngang với cái khoản 2, tức là 5 năm tù. Thôi, Hạ với ông cho anh một lời xin lỗi. Thằng cắn mông vợ tao đâu? Anh Hồng, tôi đề nghị anh không được manh động. Vâng, thế thằng cắn mông vợ tao đâu? Thằng cắn mông vợ tao đâu? Úi dồi ôi, hôm qua anh xoa dầu cả đêm như thế mà vẫn chưa đỡ hả em? Thế thằng cắn mông em đâu? Hả? Đây này. Thằng này rồi. Nhưng mà dù sao hắn cũng thấy nhục rồi. Bỏ tay ra. Nhưng mà em bỏ ra thì anh đây sao? Anh không đánh bỏ tay ra. Mày làm như thế hổ danh 500 anh em đàn ông. Tôi đây cũng suy nghĩ rất nhiều, khổ đau với những cái hành động ấy của tôi. Đời thật buồn vì nhiều rượu bia, từ lúc dâm đi leo thang cùng em. Sao không đi karaoke có các bé phục vụ? Em mê dâm như con đời ơi, mãi huênh hoàng cho xã hội ta cười chê. Đã gây ra bao nhiêu tội lỗi với con gái nhà lành. Nếu đã có những lúc dâm biết rằng cuộc sống của dâm đây không phù hoa, thì vừa rồi mình chẳng cắn em Facebook xa lôi anh em ta đưa ầm lên. Em ơi dâm như con người ơi, mãi huynh hoàng cho xã hội ta cười chê. Đã gây ra bao nhiêu tội lỗi với con gái nhà lành. Nếu đã có những lúc dâm biết rằng cuộc sống của dâm đây không phù hoa, thì vừa rồi mình chẳng cắn Facebook già lô anh em ta đưa ầm lên. Thì vừa rồi mình chẳng cắn em Facebook già lô anh em ta đưa ầm lên.